Vâng, xin chào các bạn. Nay mình tiếp tục làm video với game Modern Zombie. Hôm nay mình thực hiện trên bản đồ bể bơi nhá. Thì mình sử dụng 20 cây cắt tút nhá, cắt tút IC. Cắt tút IC đấu với lại đây, con zombie. Rồi nha. Mình sử dụng rất nhiều cắt tút nhá. Ok. Đây mình sử dụng football zombie, thử thách là rất nhiều con zombie nhá. Sử dụng Gargantua nhá, Gargantua. Đây rồi. Gargantua đây rồi. Rồi rồi. Cuối cùng hàng cây cắt tút cũng đã bị đai rồi.
đã chiến thắng rồi, tiếp tục là mình sử dụng thóc lốt IC zombie nhá. Zombie lửa và là cây cây lửa kia là cũng tắt điện luôn. Rồi, ok, mình chuyển sang thí nghiệm cây khác, Predator. Ui. Yeah.